Xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dương Quát nha. Và hôm nay đồng hồ Dương Quát của chúng tôi lại review để giới thiệu với 500 anh em một mẫu đồng hồ Sunrise đến từ Thụy Sĩ đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Dương Quát của chúng tôi. Vâng, trước mặt anh em đây là một chiếc đồng hồ Sunrise nguyên đại nguyên kiện. Vâng, nguyên đại nguyên kiện vẫn còn đang trong hộp đây. Không làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta hãy vào khám phá ngay em nói anh em nhé. Rồi, đây là một chiếc hộp đồng hồ Sunrise chính hãng, cực kỳ đẹp. Đó, đây, in nhũ rất là nổi bật ở trên nền màu xanh, hoa văn. Đó, rồi, bây giờ ta sẽ xem em nó nào. Đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Sunrise có mã là 1146SA. Đó, phiên bản là dây màu đen. Đấy, mặt màu đen. Đấy, vỏ màu đen, tất cả đều màu đen, mặt dial là được điểm màu vàng kim. Đấy, nổi bật trên nền đen luôn anh em ạ. Này, thì đây là một mẫu đồng hồ này cũng mới ra mắt thôi. Vâng, cũng mới ra mắt của cái dòng 1146SA này. Vâng, mẫu 1146SA của thương hiệu Sunrise thì nó cũng có khá lâu rồi, nhưng mà cái màu đen này thì nó cũng mới xuất hiện gần đây thôi. Thì hôm nay thì tôi cũng có một chiếc đó làm video để cho anh em xem, ai có thể yêu được em nó thì hãy ủng hộ cho giờ quát chúng tôi anh em nhé. Về mẫu đồng hồ này thì size của em nó là size 42. Đó, size 42. Đây tôi cho chạy này. Đó, thì chức năng gồm có là lịch ngày này, lịch thứ. Đấy, lịch ngày, lịch thứ và vòng 24 giờ. Và có kim rốn chạy ở cọc số 6 giờ. Và những cọc số đều được đính những viên đá cực kỳ lấp lánh. Đấy, lấp lánh vào ban đêm hoặc là bắt ánh điện rất là ok luôn. Thì mẫu đồng hồ này rất là trẻ trung anh em nhé, kiểu dáng được thiết kế trẻ trung, màu sắc là được sơn tĩnh điện màu đen. Đó, sơn tĩnh điện cực kỳ bền bỉ. Đây, trên đúm có logo của Sunrise đây. Đó, em nó thì hiện tại đang có giá bán là 2.890.000. Anh em mua online chúng tôi sale cho anh em 20%. Đó, còn khoảng tầm, có nghĩa là bớt được hơn 500.000 anh em ạ. Nó còn khoảng 2.3 triệu. Vâng, còn khoảng 2 triệu 3 thôi. Đây, đây là phần khóa này. Đây là phần khóa này, đều có khắc logo, sắc nét của thương hiệu Sunrise. Đó, phần khóa này cực kỳ là chắc chắn và nét căng luôn. Và đây là phần đáy của em nó đây. Đó, phần đáy của em nó thì bao giờ cũng có thông số kỹ thuật của thương hiệu. Đó, đây có chữ Sunrise này. Thì thương hiệu Sunrise này thì cũng một số anh em cũng biết rồi, cũng có một số anh em cũng không biết là xuất xứ của thương hiệu Sunrise này. Thương hiệu Sunrise này đến từ Thụy Sĩ đây anh em nhé, được ra đời từ năm 1893 tại Thụy Sĩ. Đó, về thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này thì anh em cũng nhìn thấy đây, thì nó được chống nước là 3 ATM cho phép anh em đi mưa rửa tay. Chất liệu vỏ thép đấy, mặt kính là sapphire. Đấy, mã là 1146SA. Thì mẫu đồng hồ này đây, kính là sapphire hết anh em nhé, kính hoàn toàn bằng sapphire luôn, cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm, không sợ bị xước các kiểu gì cả. Về kiểu dáng thiết kế của mẫu đồng hồ này thì tôi đánh giá rất cao ở cái phần thiết kế dây. Đấy, phần thiết kế dây rất là đẹp luôn và rất là lạ mắt anh em ạ. Này, thiết kế cực kỳ hay luôn mà rất là dày luôn, cầm cái đồng hồ nặng trịch luôn này. Đó, sơn tĩnh điện màu đen. Thì mẫu đồng hồ này đeo lên tay, hay tôi đeo lên thử cho anh em xem này, đeo lên tay thì cực kỳ sang luôn. Đó, anh em nào mà thích kiểu dạng là muốn nó khác biệt một chút, khác biệt một chút, đeo một mẫu đồng hồ mà gần như không đụng hàng với ai ấy, thì đây là một mẫu đồng hồ rất là đáng nên để mua anh em ạ, đáng để mua luôn này. Thì hàng chúng tôi bán đều là hàng chính hãng, cho anh em ở đây là hàng nhái hàng giả, tôi đền cho anh em gấp 10 lần luôn. Đó, chứng minh được đây là hàng nhái hàng giả, tôi đền cho anh em gấp 10 lần giá trị sản phẩm, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm khi mà chúng tôi đã bán sản phẩm này. Mẫu đồng hồ này thì hiện tại tôi cũng có chuẩn bị một màu khác, hiện tại đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dưới mặt chúng tôi. Thì đây là một mẫu đồng hồ cũng mặt đen. Đó, mặt đen này. Đó, anh em nhìn thấy mặt đen, nhưng mà lại vỏ và dây đều là màu vàng kim. Đó, ví dụ anh em nào bảo là không thích màu đen thì có thể mua vàng kim, mà không thích màu vàng kim thì mua có thể mua màu đen. Đó, về mặt số thì anh em nhìn không khác gì nhau. Rồi, giống hệt nhau, nhưng mà về phần dây vỏ thì đều là khác nhau. Đó, phần dây vỏ thì là dây màu vàng kim và dây màu đen, sơn tĩnh điện.
Đó, đây anh em nhìn nha. Đó, cực kỳ yêu luôn. Mà có thể là anh em bảo là tôi không thích đeo dây thép. Đó, tôi không thích đeo dây thép thì tôi có thể là đeo dây da được không? Vâng, có ngay luôn cho anh em. Đây, trước mặt anh em đây là một phiên bản cũng đều mặt màu đen giống nhau hết, nhưng nó là phiên bản dây da cho anh em. Hiện tại cũng còn một chiếc duy nhất anh em nhé. Hiện tại hàng là đang rất là khan hiếm. Vâng, rất là khan hiếm luôn. Anh em muốn mua cũng hơi khó. Thế cho nên là anh em xem video này nếu mà ưng mẫu nào là hãy đặt luôn với chúng tôi để sở hữu em đó anh em nhé. Đó, thì ba mẫu đồng hồ này thì anh em nhìn rồi, đây cũng đều là mặt màu đen hết này. Đó, combo mặt màu đen nhưng mà phần dây khác nhau. Đó, dây da này, dây da đen này, dây vàng kim này và dây sơn tĩnh điện màu đen. Có 3 màu cho anh em lựa chọn thoải mái luôn. Ok. Thì ba mẫu này thì đều là size mặt 42, độ dày là 7mm, độ dày 7mm, kính sapphire. Chức năng thì gồm có là lịch thứ, lịch ngày, lịch tháng và vòng 24 giờ. Đó. Mà được thiết kế kiểu dáng thể thao rất là khỏe luôn. Rất là khỏe luôn. Tôi rất thích cái vòng lịch ngày ở đây anh em ạ. Cái lịch ngày này này. Đây. Đó. Cái lịch ngày này nó được thiết kế là một cái vòng nổi lên phía bên trên. Đó. Kiểu dạng tạo thành 3D, lớp 3D để thành ra cái mặt đồng hồ này nhìn nó rất là lạ mắt và sang luôn. Rất là sang và nhìn rất là cá tính nổi bật luôn. Đó. Rồi, ok. Anh em xem ưng mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp trên số hotline Zalo trên màn hình để sở hữu em nói anh em nhé. Vâng. Thì đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có hộp. Đây, một chiếc hộp chính hãng của Sunshine. Và đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế luôn cho anh em. Thì chế độ bảo hành cho anh em là 2 năm. Đó, máy móc có vấn đề gì hoặc là pin có vấn đề gì, hết pin chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em miễn phí 2 năm. Cho nên anh em thoải mái, hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng gì về máy móc hoặc pin. Thì đây nó là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế anh em nhé. Vâng, còn sản phẩm của chúng tôi thì có địa chỉ rõ ràng luôn đấy anh em, đây. Thì cho anh em xem luôn. Đây là logo The Watt của chúng tôi. Thì hiện tại công ty của chúng tôi đang có bán sản phẩm này tại trung tâm thương mại The Garden và trung tâm thương mại Savico Long Biên. Vâng, đây là cái cạc visit cũ cho nên là tôi cũng chưa đổi được cái địa chỉ này. Hiện tại cái địa chỉ ở chỗ trung tâm thương mại Pipec Long Biên này đã chuyển về Savico Long Biên rồi. Đó, thì cũng cách nhau có khoảng 2-3 cây số thôi. Đó, thì có website đầy đủ đây anh em nhé. thewatt.com.vn, thewatt.vn. Ok. Vâng, anh em có cần hỏi thêm gì và thắc mắc gì về mẫu đồng hồ này thì có thể comment dưới video này hoặc là cũng như là gọi điện và nhắn tin qua số hotline trên màn hình để chúng tôi có thể giải đáp cho anh em. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồ The Watt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa và cũng như để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.